Mùa xuân ơi con nào. Mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Đấy, đó là cái tựa của bài hát lớp 4A và lớp 4B. Chúng ta cùng vỗ tay chào đón tiết mục Mùa xuân ơi của lớp 4A và lớp 4B. Của các anh chị lớn nhất của trường Việt ngữ của lớp 5 và lớp 6.